Ok, shop Trần Đạt xin chào tất cả quý anh em nha. Hôm nay lại mang tới cho anh em một sản phẩm chính hãng mới đến từ Thái Lan nha anh em. Đây là một cái sản phẩm rổ của Rim Thái tem lửa nha. Loại này thì bởi vì mình có quảng cáo cho anh em rồi, hôm nay mình xin giới thiệu lại cũng như là review chi tiết cho anh em về nó, cũng như là mình anh em nào nên mua và đang lưỡng lự mà để mà mua cái rổ này cũng như là rổ rim lùn thì mình sẽ cho anh em cái đáp án ha. Đây là cái tem của nó nha, rất là xịn luôn. Này, GR5 nha. Đó. Rồi ok, mình sẽ bỏ qua cái bao qua một bên. Đây là cái nhân vật chính ha. Bộ rổ của Rim Thái nha anh em nha. Đây là tem lửa nha, đời tem lửa nha. Thì có hôm bữa mình có đăng một cái rổ là rim lùn thì rất là nhiều anh em hỏi mình là tại sao rim lùn thì có 330 mà rổ tem lửa này nó lại tới 700. Thì cái sự khác nhau là nó cũng đến thứ nhất là từ chất lượng và thứ hai là từ thương hiệu ha. Thứ nhất là cái rổ rim Thái này là những cái nan của rổ. Đây, những cái nan này nó sẽ dày hơn của rim lùn một chút xíu ha, nó thẳng là nó dày hơn, nó cứng cáp hơn. Thứ hai là cái rổ của rim Thái này là nó sẽ to hơn này. Cái vòng rổ là nó to hơn rim lùn nha. Rim lùn nó nhỏ tới đây thôi, còn rim Thái này là to hơn. To hơn nhất là to hơn, thứ hai là nó dày hơn. Thứ ba nó đến từ cái tem này. Đây, cái tem Honda này này anh em. Thứ nhất cái vòng tem này nó làm cũng khác rim tem lùn nha, rim lùn nha. Thứ hai là cái này nó rất là đẹp. Loại này thì cái tem nó đẹp hơn. Thứ ba là cái bát ở phía dưới này nó cũng khác này nha. Đó. Và cái ô rổ này, cái ô đan xéo này nó sẽ to hơn của rim lùn cái lỗ này nó nhỏ hơn. Và cái loại này thì rất là đẹp luôn. Để mình sẽ mở luôn cái tem ra cho anh em coi nha. Và thứ cuối cùng là tất nhiên rồi, dòng rim Thái tem lửa là một cái dòng xe cao cấp gần như là nhất trong cái dòng GN5. Chính vì vậy đồ nó rất là đắt nha. Đến bây giờ thì nó cũng được nhiều người chuộng nó, cho nên đồ nó càng ngày càng đắt hơn. Đây, bây giờ mình sẽ lột cái tem ra cho anh em coi nha. Anh em sẽ thấy là đây nó có một cái lớp phủ này. Lột cái lớp phủ bên ngoài chống chảy xước ha. Đó, mình sẽ lột ra rất là đẹp phía bên trong luôn. Này, quay chi tiết cho anh em coi nha. Đó, anh em thấy không? Honda nha. Rất là đẹp luôn. Đấy, anh em thấy chưa? Rồi. Anh em thấy không? Này, cực kỳ đẹp luôn. Loại này thì anh em chúng ta mua về gắn vô thì dành cho những cái xe, đặc biệt là những xe đẹp. Anh em chơi dạng chơi xe kiểng, chơi xe zin và muốn cái chất lượng tốt nhất, cao nhất, cũng như là cho cái xe của mình nó trở về hình thức nguyên bản như ban đầu như mới mua, thì mình nghĩ là cái lỗ này rất là phù hợp với anh em. Còn hoặc là những anh em mà chúng ta chơi các dòng rim khác như là Super hay là rim lùn, nhưng mà anh em thích cái loại này cũng được. Mình mua về, mình gắn vô, thứ nhất là ví dụ anh em chúng ta có đi đâu và anh em cần bỏ một cái nón bảo hiểm hay gì đấy thì anh em bỏ vào đây cũng được, hoặc là giấy tờ gì đó mình bỏ vào đây, hoặc là anh em đi chợ hay là đi uống cà phê đồ, mình bỏ một cái rổ này rất là đẹp nha. Và cái loại này thì nó dạng như là hàng sưu tầm, hàng cho anh em dân chơi, chúng ta chơi rim đam mê, thích cái sự nguyên bản nha. Thì thực ra là không, ngoài thị trường không chỉ có loại rổ zin này đâu, nó còn có rất là nhiều các loại rổ độ, rổ Thái, hàng độ, hàng kiểng đồ. Nhưng mà những anh em mà chúng ta chơi rim mà anh em chơi lâu năm thì anh em vẫn thích nhất cái loại rổ zin hàng nguyên bản của Honda này nha anh em nha. Honda Thái Lan này nè là anh em thích nhất. Thì cái loại này là bên mình cũng ưu tiên bán cho anh em cái loại hàng zin nguyên bản này, để anh em về anh em vào những cái xe nguyên bản, những cái xe đẹp, những cái xe kiểng cọp của anh em, để chúng ta có một cái chiếc xe nguyên bản đẹp nhất và nguyên bản nhất ha. Đó, thì anh em là chúng ta có nhu cầu mua cái loại rổ rim Thái tem lửa này, anh em có thể liên hệ với shop của mình. Giá của nó là 700.000 một cái nha. Anh em nào mua sỉ thì cũng sẽ có giá chiết khấu cho anh em luôn. Ok, cảm ơn em rất là nhiều. Hẹn anh em vào những video tiếp theo nha. Giá của nó là 700.000. Anh em có nhu cầu liên hệ với số điện thoại của Đạt 0915 434 973. Anh em ấn like video này cũng như là ấn đăng ký kênh của mình để anh em có thể theo dõi thêm những video mới bên mình ra, những cái sản phẩm mới hoặc những cái chương trình show off bên mình gửi tới cho anh em nha. Xin cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Hẹn gặp quý anh em vào những video tiếp theo nha.